hiện tại mình đang có mặt ở tại Đại sứ quán Đức để xin visa. Mình đã học tiếng Đức được 7 tháng và mình đã có bằng B1. Hiện tại mình đang học ngành điều dưỡng và mình sẽ về thành phố Berlin. Mình rất là vui, lo lắng và hồi hộp khi mà sắp được đặt chân đến đất nước mà mình mong muốn đến từ lâu. Mình tên là Đỗ Thị Huệ. Mình đã học được 10 tháng và mình đã có B1. Mình đang chuẩn bị đến Đức để học ngành điều dưỡng ở Berlin. Và khi đến đây xin visa thì mình thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà mình cũng rất là vui vì sau bao nhiêu nỗ lực thì mình cũng đã sắp đặt chân đến Đức. Mình tên là Bùi Trà My. Hiện tại mình đã học tiếng Đức được 9 tháng. Mình muốn trở thành một cosmetic surgeon ở Đức. Thành phố mình sắp đặt chân đến là thành phố Weimar. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình mong rằng các bạn cũng sẽ giống như mình, cũng có thể sớm đặt chân sang nước Đức. Mình chúc tất cả các bạn sẽ sớm đạt được ước mơ của mình và vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở nước Đức một ngày không xa nhé. Bye bye.